Hello cả nhà, không biết dạo gần đây mọi người có để ý hay không là dạo này kiểu người Thái qua Việt Nam du lịch cực kỳ nhiều lắm luôn ấy. Mà theo như một cái chỉ số mà mình có đọc trên cái Google Search Trend thì tỷ lệ người Thái họ tìm kiếm các tour du lịch, các gói du lịch hoặc là thông tin đi du lịch ở Việt Nam nó còn nhiều hơn ở cả Singapore, Malaysia, Indonesia hay là Philippines hay là Campuchia. Nó luôn luôn chỉ số này về chỉ số người Thái họ quan tâm đến Việt Nam, du lịch ở Việt Nam nó luôn cao nhỉnh hơn hẳn so với các nước khác, ngay cả trên Google Search hay là trên trên công cụ tìm kiếm Google, công cụ tìm kiếm từ khóa, hoặc là trên YouTube hay là trên TikTok hay là trên Instagram, Facebook họ review về mấy cái tour đi du lịch ở Việt Nam cực kỳ nhiều. Vậy thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ phân tích là lý do vì sao người Thái họ dạo gần đây họ cực kỳ thích du lịch Việt Nam. Và bình thường họ du lịch Việt Nam thì họ sẽ hay đi du lịch những thành phố nào là chính và vì lý do vì sao họ lại chọn những địa điểm đấy. Dạo gần đây thì mọi người cũng cũng hay thấy là trước đó mặc dù Việt Nam và Thái Lan luôn luôn nằm trong hai đất nước mà cứ hay cạnh tranh về mặt thứ nhất là thể thao hay là kinh tế, nhưng mà dạo gần đây mọi người cứ thấy là kiểu Việt Nam với lại Thái Lan theo kiểu là trên mạng xã hội mọi người cứ hay kiểu 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 đồng lòng với nhau á, đặc biệt là dạo gần đây kiểu kiểu Thái Lan họ cũng khá nhạy cảm câu chuyện liên quan đến đến Campuchia, thế nên là dạo gần đây kiểu người Việt Nam với lại với Thái họ cứ chung 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 ý là họ họ cứ hòa đồng với nhau ấy, nên mình kiểu mình mới muốn phân tích xem là xuất phát điểm nó đến từ lý do gì. Và cái thứ hai nữa là nếu mọi người để ý là kênh YouTube của mình với hơn 90% người Thái đăng ký theo dõi, và mình cũng tin chắc rằng là trong video clip này sẽ rất là nhiều người Thái hỏi hỏi mình rằng là mày có thể làm subtitle bằng tiếng Thái được không. Thế nên là mình muốn tận dụng cái kênh này để là cầu nối giữa hai đất nước, để cho hai nước nó ngày càng yêu quý lẫn nhau hơn, mình cùng nhau phát triển, mình cùng nhau tiến bộ hơn. Và một phần nữa là dạo gần đây mọi người cũng thấy là trend đi du lịch ở Thái Lan của người Việt Nam cực kỳ nhiều, nên mình muốn tận dụng cái kênh này là cầu nối để hai nước đất nước có thể gắn kết với nhau, yêu thương lẫn nhau hơn. Thì ok, bắt đầu trước khi mà mọi người xem video clip ngày hôm nay của mình thì mình xin giới thiệu mình tên là Cao. Trước khi mọi người đăng ký xem kênh YouTube của mình thì mọi người đừng quên nhấn đăng ký theo dõi và nhấn like, share, comment của kênh YouTube của mình. Còn nếu mọi người thích video clip này của mình thì mọi người nhớ nhấn cái kênh donate thank you ở bên dưới cho mình nha. Ok, bắt đầu thôi, mình cùng phân tích nha cả nhà. Thứ nhất là nếu mọi người thử tìm kiếm các từ khóa ví dụ như Theo Việt Nam, tiếng Thái tiếng Việt có nghĩa là du lịch Việt Nam trên nhiều nền tảng ví dụ như YouTube, Facebook, TikTok, Instagram hay là Google tìm kiếm, nó nhiều kết quả lắm mọi người ơi, kiểu nhiều YouTuber hay là TikToker hay là Facebooker họ review về du lịch Việt Nam cực kỳ nhiều, mà họ làm sinh động lắm, hình thumbnail cực kỳ đẹp, mà đa phần mình để ý nhá là họ review nhiều về Sapa, Hội An cực kỳ nhiều lắm luôn ấy mọi người. Chưa hết đâu cả nhà, nếu mọi người tìm kiếm từ khóa Theo Việt Nam, du lịch Việt Nam trên mấy cái Facebook ấy, mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều cái Facebook group như thế này, mà có Facebook group là gần 300.000 thành viên, rồi có một cái là gần 150k thành viên. Đa phần họ toàn chia sẻ những khoảnh khắc, địa điểm mà họ check in tại Việt Nam, những địa điểm cực kỳ nổi tiếng, ví dụ như ở Sapa, Hội An hay là Bà Nà Hills, những địa điểm mà cực kỳ vốn là thu hút khách du lịch quốc tế, tại vì thứ nhất là phong cảnh nó đẹp, xong rồi họ quy hoạch những địa điểm du lịch này cực kỳ tốt, nên là người Thái họ rất là hay khi họ chủ động họ quảng bá, họ review về du lịch Việt Nam. Rồi có mấy người họ còn mặc áo dài Việt Nam họ đi review, trời ơi cái cảnh mà họ chụp kiểu Bà Nà Hills, họ quảng bá cho những địa điểm du lịch ở Việt Nam mà mình xem mà mình kiểu cực kỳ ấn tượng lắm luôn ấy. Cứ phải gọi là hình mấy cái tấm hình này cực kỳ họ chụp mà chất phát ngất luôn, xong mình lúc đấy mới kiểu là trời ơi Việt Nam mình đúng phong cảnh cực kỳ đẹp, không hề thua kém các nước khác ở châu Âu luôn. Mà chính vì cái khoản này xong mình mới tò mò mình tìm hiểu trên Google Search Trend là công cụ tìm kiếm, thì mình mới thấy được rằng là người Việt Nam họ còn có nhu cầu tìm kiếm du lịch Việt Nam còn nhiều hơn cả mấy nước là Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines hay là Malaysia. Đây mọi người cứ thấy cái cột màu xanh nha, nước biển như thế này là đại diện cho nước Việt Nam, xong màu đỏ là Singapore, màu vàng là Indonesia, màu xanh là
Campuchia và màu tím là Malaysia. Mọi người cứ nhìn vào biểu đồ hình cột hoặc biểu đồ đường màu xanh nước biển là này là mọi người thấy Việt Nam luôn luôn nhỉnh hơn so với các nước khác Đông Nam Á. Mà đa phần người Thái ở khu vực Chiang Mai, Prathun Thani, Chonburi, Nonthaburi hoặc là Samut Prakan, họ rất cực kỳ quan tâm đến các địa điểm du lịch ở Việt Nam so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Thì mọi người có thể căn cứ vào đây để mình chạy quảng cáo, mình bán cái gói du lịch cho người Thái. Ngoài ra thì người Thái họ còn tìm kiếm nhiều đến các từ khóa ví dụ như Bà Nà Hill này, du lịch miền Trung này, hay là cây cầu vàng trên Bà Nà Hill, hoặc là Nha Trang, Sapa. Đây là những địa điểm hot. Còn Hà Nội vẫn là top thành phố có lượng nhu cầu tìm kiếm đối với người Thái này. Bên cạnh đấy thì mình có thể thấy được là họ tìm kiếm đến ví dụ như thông tin về nhiệt độ ở Sapa như thế nào, rồi Hà Nội ra sao. Nếu mình so sánh về mức độ tìm kiếm ở các khu vực thì Hà Nội chiếm top đầu này, xong rồi đến Sapa này, rồi Hội An này, Bà Nà Hill, Hồ Chí Minh và Nha Trang. Thì mọi người có thể căn cứ dựa trên số liệu này để mình có thể quyết định cho việc mình chạy quảng cáo, hoặc là về hình thức du lịch đi thì mình có thể cải biên hơn để cho nó có những ngôn ngữ bằng tiếng Thái cho người Thái có thể dễ dàng trải nghiệm mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ khi đi du lịch tại Việt Nam nhé cả nhà. Bản thân cá nhân mình thì mình nghĩ cái yếu tố đầu tiên khiến cho người Thái thích đi du lịch Việt Nam còn là do mình Việt Nam là một đất nước rất là đa dạng về văn hóa và lịch sử. Việt Nam vốn có một di sản văn hóa và lịch sử cực kỳ phong phú với nhiều địa điểm du lịch như Huế này, Hội An này, hay là thành phố cổ Hà Nội này. Thì những yếu tố này thì nó sẽ thu hút người Thái quan tâm đến văn hóa và lịch sử. Thì mọi người ơi, trong cái lúc mà mình phân tích này thì có những cái yếu tố nào mà mình phân tích nó không đúng hoặc là phân tích thiếu thì mọi người có thể comment bổ sung thêm để mình cùng nhau góp ý, cùng nhau mổ xẻ để giúp cho cái ngành du lịch của Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển nhau hơn, và mình cũng thu hút được khách du lịch đến Việt Nam để góp phần cho người Việt Nam kiếm được thêm nguồn thu nhập và mang cải thiện về ngành du lịch cho Việt Nam ngày một tốt hơn. Yếu tố thứ hai mình nghĩ là phong cảnh Việt Nam cực kỳ đẹp và không hề thua kém gì Thái Lan. Thậm chí là mình có nhiều phong cảnh còn đẹp hơn cả Thái Lan. Việt Nam mình vốn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên là cực kỳ tuyệt đẹp, như Hạ Long hay là Mũi Né hay là đồng bằng Mekong hay là các danh thắng tự nhiên vân vân. Thì những yếu tố này nó làm say đắm khách du lịch Thái Lan. Nhưng mà mình hơi bất ngờ là kiểu người Thái họ sẽ không mặn mà đến du lịch Hạ Long nhiều bằng Mũi Né. Tại vì họ rất là thích đến cái bãi sa mạc ở Mũi Né cả nhà. Và cái yếu tố thứ ba không thể không kể đến đấy là đặc sản ẩm thực. Ẩm thực của Việt Nam nói chung là cực kỳ đa dạng phong phú, từ phở này, bánh mì đến nem hay là bánh xèo. Chắc là tổng hợp những yếu tố này thì nó làm cho du lịch ẩm thực trở thành một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị với người Thái Lan. Và cái đặc biệt nữa là giá thành ở Việt Nam. Giá thành mấy món đồ ăn này nó cực kỳ hợp túi tiền với mọi người và nó hợp với khẩu vị của nhiều người Đông Nam Á hay là khách du lịch khắp quốc tế. Đấy, thì những cái yếu tố này nó là cái lý do khiến cho người Thái họ cực kỳ thích du lịch Việt Nam so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Và mình nghĩ cái lý do thứ tư nữa mà mình không thể không nhắc đến được đấy là giá cả đi du lịch ở Việt Nam nó rất là hợp lý, nó rất là phải chăng. Có một số địa điểm khi mình khác ở khu vực Việt Nam mình kiểu có giá nó còn rẻ hơn là đi du lịch nội thành trong nước Thái Lan. Thế nên là người Thái họ sẽ muốn cái cảm giác là trải nghiệm nước ngoài để xem được là về văn hóa, về con người, về ẩm thực của họ ra sao. Nhưng mà nói gì thì nói thì kiểu nhiều người Thái họ cũng vẫn than phiền được là có xảy ra rất là nhiều trường hợp là người Việt Nam cứ hay chặt chém giá cực kỳ cao, tận dụng là kiểu người Thái họ không biết về giá cả thị trường Việt Nam, xong có mấy bà cứ hay chặt chém giá như trên trời. Xong nhiều đôi lúc mình làm kênh YouTube tiếng Thái, xong người Thái cứ hay review, cứ hay feedback như thế với mình ấy. Rồi cái thứ hai nữa là kiểu vấn nạn câu chuyện là bị giật đồ, bị
bị giật túi ấy. Đặc biệt là trước đây là mọi người cũng cực kỳ thích đi du lịch Sài Gòn, nhưng mà tỷ lệ móc túi ở Sài Gòn nó nhiều quá mọi người à, xong cộng thêm với tỷ lệ chặt chém. Mình không biết là do chính sách quản lý nó như thế nào, nhưng mà thực sự mình rất muốn mọi người hành động thêm về vấn đề này. Tại vì cái yếu tố chính của Việt Nam hiện giờ đang thiếu sót, cần học hỏi thêm từ Thái Lan, đó là về yếu tố con người, về cơ sở hạ tầng giao thông đi. Mình nghĩ mình mà có những cái yếu tố đó thì nó sẽ giúp cho ngành du lịch của Việt Nam cũng sẽ không thua kém Thái Lan gì là mấy trong tương lai, và mình cũng sẽ có cơ hội thu hút khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam ngày càng đông hơn, ngày càng nhiều hơn, và mình sẽ có nguồn thu nhập tốt hơn, người Việt Nam sẽ có đời sống gia đình vật chất nó ngày càng tốt hơn. Thì đó là những cái yếu tố mà mình phân tích từ nãy giờ, thì hy vọng những cái yếu tố mà mình phân tích này nó sẽ mang lại giá trị bổ ích cho mọi người đang theo dõi kênh của mình. Thì thank you cả nhà đã xem video clip của mình đến hết nha.